Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Vlog Nhà Nông của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là mô hình quất đáo chuẩn bị đất. Thì ở địa phương mình ấy, là trước khi đào đất ấy, như cậu để ải đất trong phạm vi khoảng tầm từ 20 ngày cho đến 1 tháng trước khi quất chuẩn bị đào tháng 4, tháng 5 để tháng 6 bắt quả vào Tết. Thì dân ở địa phương mình cách gọi là bón nót cho đất để chuẩn bị quất như này đây. Các bạn xem, đây đều là gọi là đỗ và ngô nghiền, cơ bản là đỗ tương nghiền và có nân. Các bạn xem, nân nâm thao. Đấy, các cái hạt nâm nân thao, cơ bản là nân thôi. Và bột đỗ và ngô nghiền, chứ không có đạm. Vì đạm đôi khi là mình xuống đất nhiều nó sẽ sót dễ. Cơ bản là mình chỉ dùng nân và bột đỗ nghiền, đỗ tương ấy, thì sẽ tốt hơn. Đây là một mô hình nhỏ, sắp tới là sẽ đào quất. Hiện vừa mới gọi là cũng ruộng này rắc được 1 tuần rồi. Ruộng này chắc sang tháng, bây giờ là đang là hôm nay là mùng 7 tháng 3 dương lịch, thì chắc là sang đến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới là sẽ đảo thôi. Đấy, các bạn xem ruộng quất đảo thì cơ bản là ở khu vực mình làm luống như này. Ruộng này chắc chắn là ruộng quất đào để nuôi rồi, chứ còn không phải đào bắt quả. Vì đào bắt quả mình nhìn luống chắc sẽ cao ráo hơn để thoát nước. Thì cơ bản là những phân nót và đỗ tương là cứ để ở giữa ruộng này, sau này đặt gốc quất lên là mình cứ thế là mình vun vào. Thì để mình sang xem cái một ruộng quất vừa mới ruộng quất nuôi vừa đào xong, các bạn cùng sang xem cùng mình nhá. Đây, bên này có một ruộng quất vừa mới đào để nuôi là hôm qua, để mình cùng vào xem. Ruộng quất này là vừa mới đào là chiều tối hôm qua, thì sáng nay là vừa mới bơm nước xong rồi. Đấy, các bạn xem. Đấy, các bạn xem, đây là ruộng quất với mô hình nhỏ vừa mới bơm nước sáng nay. Đấy, với hình thức là cũng bón nót như ruộng vừa rồi, là ở dưới những gốc cây là có những đỗ tương và phân nân là đã được rắc sẵn vào những gốc cây. Khi đặt gốc xong là vun vào và bơm nước để cho có độ ẩm để cây thích nghi. Các bạn xem, đắp bờ nước rất cao, nhưng mà bầu của chúng ta là, nhưng mà bầu ở đây là vun cũng cao, thành ra không sợ là ảnh hưởng gì. Các bạn xem, nếu các bạn nghĩ là với mô hình này mà sợ là quất chết thì cái này không quan trọng đâu. Vì cơ bản là quất này vừa hôm qua mới, là ruộng này vừa đảo tới, thì có thể là nước, với lượng nước này là hơi nhiều, nhưng mà chắc là chỉ tầm sau đợt này là ruộng lúc nào cũng khô ráo chứ không để nước nhiều như này. Nếu mà đảo ai mà mới làm quất mà để nhìn cái mô hình này là chắc là không dám làm, vì bảo quất này hỏng hết. Nhưng thật ra đây là ruộng quất vừa mới đảo chiều qua, cây đang héo thì muốn cho cây tươi lại là cũng phải giữ nước
đất ở mình cũng là đất pha cát nhá, chứ không phải là đất thịt đâu. Đây các bạn xem, ở bên đầu dưới này đã tụt hết nước rồi, nhưng mà bên trên này là đắp bờ quá cao để giữ lại độ ẩm cho cây, nhưng mà cây này ở trên này bầu cũng cao lắm. Các bạn xem này, bầu cũng rất cao với mực nước như thế này, nhưng mà chưa có thể chạm được vào bầu, chưa chạm vào bầu được nhá, không lại bảo là ngập cả bầu. Ở phía dưới kia cũng có thể là vừa tầm chạm vào đáy bầu, hút được nước lên thôi, chứ còn không có nước vào bầu đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.